Bà dân biểu Michael Steen, đại diện cho quận số 45 của bang California, và ông Eric Patterson, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của Quỹ tưởng niệm nạn nhân Cộng sản, vừa có bài viết đăng trên tờ Washington Times ngày 31 tháng 7 năm 2024, đòi chính phủ Hoa Kỳ phải bảo kê cho tên khủng bố Ewing Brock dưới danh nghĩa chống lại đàn áp tôn giáo. Trong bài viết này, họ hết lời tung hô đối tượng khủng bố đang bị Việt Nam truy nã đặc biệt Ewing Brock là nhà vận động cho tự do tôn giáo người Việt Nam, bất đồng chính kiến về nhân quyền, đang bị kẹt trong nhà tù ở Thái Lan và chờ dẫn độ về Việt Nam vì đòi quyền tự do tôn giáo ôn hòa. Vu cáo chính phủ Việt Nam dán nhãn kẻ khủng bố thiếu căn cứ, thiếu bằng chứng, đồng thời kêu gọi chính quyền Joe Biden buộc chính phủ Thái Lan ngừng dẫn độ Ewing Brock về Việt Nam, phê phán chính quyền Mỹ không đưa Việt Nam vào danh sách CPC để gia tăng các chế tài. Những lời lẽ và giọng điệu trong bài xã luận như đã nêu chứng tỏ bà dân biểu Michael Steen cũng như ông chủ tịch Quỹ tưởng niệm nạn nhân Cộng sản kia có định kiến, thái độ thiếu thiện chí nên cố tình lờ đi diễn biến thực tế, nói lấy được để bênh vực bảo vệ tên tội phạm khủng bố. Thực tế, Ewing Brock đã có tư tưởng chống phá tích cực, thường xuyên liên lạc với Phunro lưu vong, lôi kéo người dân tham gia tuyên truyền chống phá nhà nước từ khi còn là học sinh. Mặc dù cơ quan chức năng phát hiện áp dụng các biện pháp giáo dục và cho hưởng sự khoan hồng, tuy nhiên Ewing Brock tiếp tục liên lạc, nhận sự chỉ đạo từ bên ngoài, lôi kéo các đối tượng trong nước hoạt động chống phá, rồi sau đó nhanh chân cùng vợ con vượt biên sang Thái Lan. Tại Thái Lan, Ewing Brock lập ra tổ chức Người Thượng Đứng Lên Vì Công Lý, tập hợp nhóm người dân tộc thiểu số tại Thái Lan có tư tưởng chống phá nhà nước Việt Nam, núp dưới vỏ bọc đấu tranh đòi công lý cho người thượng ở Tây Nguyên, thường xuyên xuyên tạc, bóp méo, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, đòi ly khai, tự trị. Ngoài ra, các đối tượng còn liên kết và nhận sự hậu thuẫn của tổ chức phản động Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển BPSOS, do Nguyễn Đình Thắng ở Mỹ cầm đầu. Chúng thường xuyên tuyên truyền, kích động chống phá, lôi kéo, móc nối các đường dây tổ chức đưa người dân tộc thiểu số trốn đi nước ngoài. Cụ thể, liên quan đến vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023 xảy ra tại huyện Cư Quyên, Ewing Brock đã liên lạc chỉ đạo cho các đối tượng trong nước tham gia vụ án khủng bố, giết người với hành vi hết sức man dợ, mất hết nhân tính, gây phẫn nộ dư luận. Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Ewing Brock và các đối tượng liên quan đã bị cơ quan chức năng truy nã đặc biệt. Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án Ewing Brock vắng mặt với mức án 10 năm tù vì tội khủng bố. Và phiên tòa về việc dẫn độ Ewing Brock sang cho Việt Nam đã chính thức bắt đầu ngày 1 tháng 8 năm 2024 tại Tòa hình sự Bangkok, Thái Lan. Hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của Ewing Brock đã rất rõ ràng, có bằng chứng xác đáng, được kết án bởi phiên tòa mà bà dân biểu Michael Steen vẫn cố tình đứng ra che chắn bảo vệ, đã đủ chứng minh cho dư luận thấy rõ. Chân tướng bà Michael Steen đâu phải là vì nhân quyền cho Việt Nam, đó chỉ là trò núp bóng dân chủ, nhân quyền, nhằm kích động bảo vệ những kẻ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhằm chống phá nhà nước và nhân dân Việt Nam.